Các bạn thân mến, không sợ mỏi, không sợ mệt, chỉ sợ mềm. Đó là câu nói kinh điển dành cho các đống mày râu chúng ta, đúng nào? Các bạn biết rằng tác hại của yếu sinh lý đối với nam giới sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình, như khiến cho nam giới mất đi sự tự tin vốn có. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của đống mày râu, sẽ gây ra liệt dương. Theo nghiên cứu thì cái lối sống càng hiện đại á, thì cuộc sống tình dục ngày càng thoáng, cùng với đó là chế độ ăn uống và luyện tập không hợp lý làm cho con người chúng ta ngày càng mắc nhiều bệnh tật, rồi trong đó phổ biến chính là yếu sinh lý. Hiểu được những cái điều trên, tôi biết rằng đó là một trong những điều cấp bách trong xã hội hiện đại ngày nay. Vì vậy tôi đã hoàn thiện và xây dựng những khóa học 7 ngày lấy lại bản lĩnh đàn ông. Khóa học này đúc kết những cái kinh nghiệm giảng dạy cho hàng ngàn học viên, và những cái học viên của tôi đã đạt được những cái thành quả rất là tốt, và nhiều cái báo cáo rằng họ đã đạt được những cái mong muốn như mong đợi ban đầu, và họ đã lấy lại được cái sự tự tin vốn có.